Rồi bỏ ghế sau. Ghế sau có khăn THOL nữa, láo làm con mày luôn mày tin không? Cái xe anh cái ghế sau có khăn THOL nữa. Nè. Đâu để đồ chạm vô trực tiếp được. Gái vô ngồi là lấy khăn lót liền. Đúng không? Đó. Trời ơi vẫn chơi mà mấy em. Lấy túi nhỏ ra, còn túi nữa. Rồi đây là cái món thứ hai mà Di mua. Cũng có tiệm MV luôn các bạn. Giờ tao nói mà đi sắm đồ mà cực khổ vậy mua có một món nó hơi long. Đó nên thật sự là Di Nguyễn mua món này nó không có lý do của nó chứ không phải không tính mua đâu. Trong đầu không có dự định là sẽ mua. Tại cái này không có thiếu, mình có rồi. Đó. Nên mình mua thôi. Giá tiền thì cũng mềm thôi các bạn. Không có gì mắc hết á. Ông show bill đàng hoàng. Chết mẹ. Có cái tờ mượn nợ nữa nè. Cái tờ này tờ mượn nợ. Mấy thằng khứa nào đi mua hàng mà không có tiền là nó có cái tờ này hết à. Cái tờ mượn nợ nha mấy bạn. Má tôi nói gọi tao mượn nợ tao sống ảo mà. Cú này chết mẹ rồi đó. Giờ vả quá. Mượn nợ sống ảo nha. Ảo thật đấy. Rồi ok. Đây. Thì thôi nói luôn cho nó lẹ đi. Rồi, số tiền là nhiêu để coi coi. 20.200.000. Mượn nợ thôi, tôi mượn nợ bằng gì biết không? Bằng cái thẻ đen quyền lực á. Từ lúc tôi đi Mỹ giờ thẻ đen tôi chưa xài luôn. Lấy cái thẻ kia ra xài thẻ phụ. Mình có nhiều thẻ mà. Mình lấy thẻ phụ ra mình xài đủ rồi. Nhưng mà lâu lâu hơn mà cái thẻ đen mình không quẹt coi chừng nó hư chip. Hiểu không? Nên mình hay lấy cái mình chọt vài cái. Rồi các bạn sẽ hồi hộp đây là món gì đúng không? Nói cho vui thôi chứ từ video TikTok rồi gì nó biết hết trơn rồi. Đây hộp nhỏ. Mày nó đúng rồi cái bóp mày. Đâu, y chang, cũng có cái vợ cũng có cái túi nữa. Đúng không? Này cũng có cái túi nữa. Cái túi đi lầu tiếp. Cái gì vậy? Đây. Cũng có cái túi nữa. Đây, 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 đây. Rồi, 22.200.000. Vậy thôi đó. Mình trước đây mình đã mua cộng với Valentino 6.000.000. 6.000.000 rồi. Mà giờ mình đi giày LV nên đi với đạch chó đúng bộ. Thì thật ra không có khỉ gì để review như đạch đó. Cái đạch này nó tiện lắm bạn. Quấn vô một cái, bấm vô cạch là xong mà. Được cái thích nó tiện. Mà nói chung em tao mua gì cái logo này thôi à. Thề luôn á. Chẳng qua nó thẳng với các bạn luôn. Giờ lỡ sống ảo rồi. Mua là gì cái logo này thôi à. Để khi mình mặc vest á. Tức là có những cái điểm tinh tế mà ví dụ như Duy Nguyễn dám múa rìu mất thợ các bạn. Tức là giờ ví dụ như trong giới businessman mà giới nhà giới ấy nó mặc đồ rồi vía vest rồi đó thì Duy Nguyễn là tuổi gì? Đúng không? Nhưng mà có một cái điểm mà Duy Nguyễn chia sẻ là lý do Duy Nguyễn nên mua này nè. Thật sự là Duy Nguyễn làm gì cũng tính hết á. Khi mà gọi là cái mặc áo vest á, đúng không? Nó chỉ lộ ra một điểm duy nhất á là cái mặt Duy Nịch. Tức là cái áo vest của bạn ở giữa nó sẽ có con rãnh này nè. Nó ở giữa nó có chữ V này. Thì cái chữ V này là cái chỗ để show up cái Duy Nịch ra. Cái gọng Duy Nịch nó chỉ có tác dụng ở mỗi chỗ đó thôi. Đó. Nên mình đó, mình vì cái logo của nó là logo LV mình phải bỏ ra gần $1,000. Vậy thôi đó. Đơn giản. Đó. Rồi chuyên mục khoe của tới đây là xong nha các bạn. Hay thì mua súp đi ba. Chuyên mục khoe của nhưng mà trong nội dung video này là không phải là chuyên mục khoe của. Mà Duy Nguyễn chia sẻ với các bạn một cái tư duy mà xài đồ mà Duy Nguyễn thấy nó khá phù hợp cho những người mà người ta gọi là kiếm được đồng tiền lao động bằng mồ hôi xương máu chân chính đó. Tóm gọn trong câu vậy nè, cái gì cần thì mình chơi, còn cái gì không cần thì một đồng không bỏ. Bạn hiểu không? Tức là cái xe đó Duy Nguyễn nó cần, nó tạo ra một cái thương hiệu Duy Nguyễn Bạch Mã Hoàng Tử 7 tỷ Duy Nguyễn chơi. Nó như cái sân này nó cần. Đó, nó cần đúng không? Nên Duy Nguyễn bỏ mấy trăm triệu ra Duy Nguyễn làm cái sân. Chạy cái hệ thống đèn quảng cáo này cũng phải là cả trăm triệu chứ hết đâu. Không nhớ giá. Đúng không? Nên một buổi chiều, buổi tối, Quy Nga, nơi quận 12 này, nó có một tòa đinh đẳng cấp. Cái đó là chơi. Thiết bị phòng gym là chơi banh nóc. Nhưng tại sao đôi giày tôi đi mà tôi không chơi? Thí dụ như Duy Nguyễn không nói vậy thì THOL bạn có biết không? Nope. Không biết đâu đúng không? Có tưởng ôi giày cỏ này, ôi giày này ngoài mua mấy trăm ngàn chứ gì đâu mày ơi mày sợ. Đó. Bộ đồ của Duy Nguyễn nè, quần jean nè. Mấy trăm ngàn bạn hả? Cái áo này cũng mấy trăm ngàn à. Đó. Nhưng mà trong những cái mà lúc mà gọi là
mình thể hiện một cái bộ mặt khác trong những cái dịp mà trang trọng trang nghiêm, thì Duy Nguyễn chơi đồ hiệu và Duy Nguyễn cũng chuẩn bị đi sưu tầm để may một cái áo vest mới hiệu nữa. Wow, cái mấy kia tụi mấy em biết hết rồi. Thì trong cái buổi khai trương 7 em xuất hiện như một cái áo vest mà tao không biết nó màu gì hết. Đó, không biết như thế nào hết. Là anh có khoảng chừng gần 2 tháng nữa để anh chuẩn bị sưu tầm. Và cái chuyện các bạn biết rồi, anh Duy đang sưu tầm bộ bàn giám đốc với cái bàn họp. Các bạn nói xong ra An Cường làm đi, ở ngoài kia ngoài Lê Dung Lê Ngô Gia Tự bán ở mầm thì anh kêu nó chở vô. Không phải. Cái đó nó không có phù hợp với cái gọi là cái triết lý. Cái gì cần thì mình xuống, còn cái gì không cần thì thôi. Rồi, nhưng mà nói vậy cũng đúng nha, xuống thế nào nữa. Không lẽ giờ kêu Duy Nguyễn xuống Lamborghini. Đúng không? Xuống là một cái ngưỡng vừa vừa thôi cha. Đó, giống như Duy Nguyễn à, xuống như đập giày. Hai chục thôi, chứ anh Duy Nguyễn đâu dám xuống cục cái giày đập 100 triệu đâu. Nhưng mà đâu phải là giày đập 100 triệu không có. Người ta mua cũng khá là nhiều đó các bạn. Đúng không? Người ta sẵn sàng bỏ ra 300-400 triệu để mua một món đồ trang sức. Nó không phải là kim cương nha, nó là chỉ là cái vỏ thôi, cái túi thôi. À, cái túi phụ nữ đó bạn, 5.000 đô là cái chuyện bình thường. Túi phụ nữ đó, 5.000 đô là cái chuyện bình thường. Đó, mà cái túi rẻ nhất cũng 2.000 đô. Mà đôi giày cái trăm triệu, trăm mấy triệu cũng có. Chuyện đó bình thường. Đó, nhưng mà Duy Nguyễn á, chỉ mua những cái hàng mặc dù đó cũng hiểu thiệt. Nhưng mà nó nằm ở một cái vừa phải thôi. Nó cũng phải là cái gì đó, rồi lâu lâu mình đi có một lần mà. Mình đâu đi hoài rồi đúng không? Nó nhưng mà mình lỡ mua rồi về mình giật hai cái video mình kiếm cháo một chút. Đó, đâu giờ đó à. Đó các bạn. Nên cái chất chơi nó quan trọng lắm. Cái chất chơi không đúng á thì người ta nói mình thằng này ngu, mua đồ tiêu sản. Đúng không? Ví dụ giờ bạn mua cái bộ ghế 5 tỷ. Bạn mua cái lan đột biến 100 tỷ. Thì cái đó có trời mà định giá được. Đúng không? Bạn mua những cái gì đó nó không định giá được và gì đó nó không có phục vụ cho công việc của bạn. Nó không phục vụ cho cuộc sống của bạn thì đó là cái mua đồ mà nó gọi là nó mình không dám nói nhưng mà nó có một gì đó nó hơi thống thốt. Đúng không? Còn mình mua những cái gì phục vụ công việc mình được rồi, có mình nó chắc mình đeo. Mình mua mình không có chơi, đôi giày chắc chắn mình đi. Đó, mà nó nằm một cái ngưỡng vừa phải thôi nha. Nó tóm lại đừng mua sang quá. Mua vừa vừa thôi, mua xe Mercedes 7 tỷ rồi được rồi. Đúng không? Khi mà cái xe Mercedes 7 tỷ của bạn á nó bị bụi về mà không tiếc. Chứ mà bạn chơi Ferrari mà nó bụi về bạn tiếc không? Không, cái đó là bằng thuộc dạng dữ luôn rồi đó. Đó, nên cái gì đầu tư cho công việc, đầu tư cho cuộc sống mà nó có thể kiếm được sức khỏe, mà có thể nó kiếm được tiền thì gọi là đầu tư. Đó, vậy thì các bạn sẽ hỏi là ở tập gym mà sao thuê PT chi tốn tiền? Cái đó là bạn chẳng qua bạn không có tiền mà nó vậy, như tôi phân tích cho bạn tại sao mà thuê PT được. Đúng không? Thuê PT 500.000 giờ, ok. Vậy thì 500.000 giờ đó bạn có được cái gì, mất cái gì? Bạn tập gym là bạn muốn cái gì? Muốn sức khỏe, muốn đẹp đúng không? Bạn không có PT bằng tập bậy tập bạ là bạn gãy tay gãy chân bạn chết làm sao? Vẹo cuộc sống chết làm sao? Các bạn sẽ trống tre mà nói được tao không cần thuê PT, tao lên mạng tao coi video Duy Nguyễn được. Đúng không? Bạn nếu mà bạn không thuê PT mà lên mạng coi video Duy Nguyễn là được, nhưng mà được một phần thôi. Được một phần thì sao được hết được? Đúng không? Mà đâu có ai rảnh thời gian mà coi như vậy. Nên người ta tại sao tôi thuê PT? Đúng không? Thứ nhất, người ta mua niềm vui. Thứ hai, người ta mua kết quả. Và thứ ba, người ta mua sự an toàn. Đó. Và cái đó nó đầu tư cho sức khỏe người ta, nó đầu tư cho ngoại hình người ta để từ đó người ta thay đổi sức khỏe, thay đổi ngoại hình để từ đó người ta kiếm tiền nhiều hơn. Cái đó là sự đầu tư đúng đắn. Đâu gì là xa xỉ, mua súp BBT uống, bổ khỏe này nọ kia, minh mẫn này nọ kia, nhảy số rồi ngày làm 4-5 cái vlog luôn này nọ lời. Thì đó là những cái đầu tư hợp lý. Còn ở xã hội này có hàng trăm cái đầu tư không hợp lý. Nhiều cái đầu tư không hợp lý đó, các bạn có thể kể một số cái mà theo bạn đầu tư không hợp lý. Vậy thì qua cái bài toán nè, anh Duy Nguyễn mua đôi giày với như là có hợp lý không? Quá hợp lý được. Đúng không? Đôi giày cũ anh Duy 26 triệu, bây giờ anh Duy mất, anh Duy mua đôi 27 triệu. Tụi em không thể nào nói là không hợp lý. Không có điểm nào gọi là không hợp lý đây cả, nó phù hợp với anh. Nó thể hiện cho anh một có những cái thước phim quảng cáo. Đúng không? Sao trong những cái buổi phỏng vấn này nọ kia, nó khẳng định ra hình ảnh một cái người gymmer trẻ. Đúng không? Khỏe đẹp, thành công và đẳng cấp. Đẹp trong bộ gymmer. Đó, đẹp lịch lãm trong bộ vest trên đôi giày tây, mà thậm chí sexy trên giường ngủ nữa. À, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề nó có lợi với anh. Và nó cũng là cái nguồn truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ khác. À, tập gym để chi đồ, để thay đổi cuộc đời, để thay đổi nhận thức, để có khai trị đẳng cấp sau lưng. Đúng không các bạn? Thì thôi anh Duy chỉ chia sẻ các bạn ngắn gọn thôi.
chứ cũng dài dòng của nó lan man video, nên chắc có lẽ Duy xin phép lại video ở đây. Thì các bạn media sẽ tiếp tục quay để bóc phốt cho Duy coi mua hàng có phách không, này nọ ABC rồi hàng cũ có đổi trả không gì đó. Tôi bây giờ khổ lắm bạn ơi, bây giờ mẹ nổi tiếng á, lên mạng phát một á là tôi nói thiệt bạn, tôi nói y như rằng tôi nói tôi này tôi tâm sự luôn á, tôi láo tôi làm con đót luôn các bạn. Tôi nói là kêu thôi nhỏ bán cái vì á, nói em kia anh hai bill đi em, cái ổ xanh anh có mình anh mua chi hai bill chi vậy, cái đó mấy giờ khó ở với cái miệng đời đó. Ôi bạn ơi, thế nào bảo đảm á, thấy anh đôi giày với còn như địch, nó nói anh đồ ăn chó đẻ này ở ngoài kia bao nhiêu miệng đời đói khổ này nọ kia, người ta có cơm ăn lộ mày mang mày đi mua đồ mất tiền. Cái nhỏ LB nó ủa có vậy luôn hả anh, cái nói chuyện đó bình thường em, chuyện đó bình thường, bây giờ em phải làm Phật online mới sống được, là phải làm tòa án online mới sống được nha. Chứ gọi em sống thật với mình á, em kích cầu cho kinh tế là coi chừng nó dập ngược em chết ngắt luôn á. Cho nó đời khó sống của anh nghĩ y như rằng tối bót bài lên có con khứa kia, anh ngụy tạo làm con đó, em về em cáp hình là cái chỗ đó đi, tối anh bót bài có con khứa kia ba vô liền, anh chỉ bót mong phong long thôi, anh chỉ bót phong long là anh làm giàu cho tư bản bốn mấy triệu, quán nhỏ bài vô từ thiện ABC người nghèo đồ các kiểu. Mấy cuộc đời nó vậy đó bạn, nó chán lắm luôn á. Bà hỏi tôi có chán không, chán không chán, áp lực mỗi ngày. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, Duy Nguyễn chia sẻ cho bạn mình nói chân thành, Duy Nguyễn không có giả tạo, Duy Nguyễn không có thời gian, Duy Nguyễn diễn nữa đó. Đây cái cậu Duy Nịch này, anh thích nhất là cái da của nó này, nó mềm mềm, nó đã nè, đó là cái vấn đề anh thích thôi. Đây với cái logo này không má, xuống hết nhiêu, hết gần bản gói BT 36 buổi luôn, căng thiệt. Rồi cất có chụp không, có chụp không, hay thì mua súp đi ba, like xe là đương nhiên rồi, coi chùa hoài.